Ra xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trên tay em đây là một cây đàn. Thì mọi người chắc là nếu mà chưa xem tem thì mọi người cũng khó đoán được một cây đàn như thế nào. Với một cái đầu cần nhìn thì giống Matsuoka đó. Những cái mặt tớp màu rất là đỏ mọi người ha. Mặt tớp có một cái tông màu đỏ. Đây là một cái tông màu của cây đàn luôn, tông màu đỏ của cây đàn luôn. Nhìn mọi người thấy là cái một cái màu nó rất là đặc biệt mọi người ha. Rất là đẹp, cây đàn rất là đẹp. Cây đàn này với một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng, đó là một cây Seventies Class 500 được sản xuất vào năm 1980. Và mọi người xem tem. Rồi, cái dòng đàn này thì rất là nổi tiếng rồi mọi người. Nổi tiếng. Dòng đàn này được bán tại thị trường Nhật cũng như là thị trường châu Âu. Thế nên mọi người dòm thấy cái form chữ của nó là một cái form chữ tiếng Pháp ấy, mọi người ha. Seventies và Class Japan. Đó mọi người có thể thấy được nè. Japan. Đó, Japan là Japan đó mọi người. Là Japan là Nhật đó mọi người. Đó và có chữ ký của người nhân đóng cái đàn này luôn. Đó, thì cái chữ ký này thì nó còn rất là sắc nét nha mọi người. Đây là một cái bút ký của người nghệ nhân Yamaguchi. Đó. Em không biết em đọc đúng không nha. Nếu mà em đọc sai thì mọi người thông cảm cho em nha. Một cái Seventies Class 300, nó thuộc là series 5. Cái đèn nó có một mặt tớp đó là Solid Vân Sam, Solid Blue. Và nó thuộc họ là Sika Blue. Và đây là một loại gỗ blue cao cấp để dành chuyên cho đóng đàn, chuyên cho đóng những cây đàn cao cấp. Cây đàn này có một mặt tớp cực kỳ đẹp. Mọi người thấy mặt tớp cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà chúng ta soi kỹ á, sorry mọi người thì cái tay em nó hơi bị dính mồ hôi đó, hay bám nó hơi bẩn, mọi người thông cảm nha. Chứ ngoại hình cái này cực kỳ đẹp mọi người. Rồi mặt tớp thì nó chỉ có duy nhất là nó bị chày ở đây thôi, nó bị chày ở đây nè, dưới đây đó. Ngựa là zin nguyên bản nha mọi người, ngựa là zin nguyên bản luôn. Cái đàn cực kỳ là đẹp đó, rất là đã mọi người đó, từng chi tiết rất là đẹp luôn. Mọi người có thể thấy được là cái độ mới của cái đàn ha. Rất là nể những cái người mà chơi mà biết giữ gìn cây đàn, khi mà tới tay không dùng tới nữa mà bán lại cho người khác, cây đàn nó vẫn còn đẹp như thế này đó, rất là nể những người đó. Đó, từ những năm 80 tới giờ mà cây đàn nó vẫn rất là đẹp ha. Cấu hình là gỗ, phía sau lưng hông là cẩm nha mọi người, rất là đẹp mọi người. Nếu mà có chày xước thì chỉ lông mèo thôi đó. Gót cần mọi người có thể thấy nè, những chi tiết này thiết kế rất là tinh tế, tinh xảo. Gót cần zin nguyên bản, rất là đẹp mọi người. Đó, rất là đẹp. Cái này nó có một cái chỉ cần, mọi người thấy là một cái chỉ cần. Cần đàn thẳng đẹp không mọi người ha, cần đàn thẳng đẹp. Rất là đã mọi người. Đây là bộ khóa zin của cái đàn. Đó, một bộ khóa zin cực kỳ xịn. Đó, mọi người thấy cái chạm khắc của cái đàn, của cái bộ khóa Nhật ngày xưa nè. Nó rất là tinh tế mọi người, rất là đẹp, cực kỳ xịn. Đầu cần, đây đầu cần thì mọi người nhìn thấy trông giống một cây Matsuoka ha. Nhưng mà cái chi tiết mọi người thể thấy cái chi tiết viền của cái đầu cần nè, nó tinh tế, rất là tinh tế, đó, rất là kỳ công mọi người. Những cái đường này nè, rất là chi tiết, rất là xịn sò, thật sự thì rất là nể. Rồi cái đầu cần thì rất là đẹp ha, phím gỗ phím sắt thì không mòn. Cần thẳng đẹp, bản cần 52, scale 650 và không có loại thép trong cần đàn. Đó. Rồi, cái đàn này hiện tại shop Gia Đình Nhật Phan Gia đang bán mức giá cực kỳ tốt, kèm theo hộp cho mọi người luôn, với giá là 8.500.000 đồng. Và ngày hôm nay thì riêng về cái cây đàn này á, Gia sẽ free ship cho mọi người luôn nha. Tất cả mọi miền Tổ quốc, nếu mà mọi người yêu mến và nghe thử chất âm cây đàn này mà mọi người thích đó, đúng gu của mọi người á, thì mọi người nhắn cho em nha, qua số Zalo em có để dưới góc màn hình là 0976546688. Ra hân hạnh được nói chuyện với mọi người nha. Rồi mời mọi người thưởng thức âm thanh của cây đàn Classic Seventies Class 500 được sản xuất vào năm 1980.